sân Mỹ Đình có diện mạo mới, sẵn sàng cho trận đấu giữa Hà Nội Fan Club vs Pohang Steelers. Cận cảnh sân vận động Mỹ Đình trước trận đấu giữa Hà Nội Fan Club vs Pohang Steelers tại AFC Champions League. Vào lúc 19 giờ tối nay ngày 20 tháng 9 sẽ diễn ra trận đấu giữa Hà Nội Fan Club vs Pohang Steelers, Hàn Quốc, trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League. Câu lạc bộ Hà Nội đã đạt thỏa thuận thuê sân vận động Mỹ Đình làm sân nhà trong các trận đấu thuộc AFC Champions League. Cập nhật tới sáng ngày 20 tháng 9, toàn bộ cơ sở vật chất đã được ban tổ chức hoàn thiện chu đáo, sẵn sàng cho trận đấu mở màn trên sân nhà của câu lạc bộ Hà Nội. Mặt cỏ sân Mỹ Đình đã được chăm sóc tương đối tốt. Cỏ lên xanh và mềm mại sau khi được cắt ngắn, bón phân, diệt dung. Thêm vào đó, thời tiết lúc này tại Hà Nội đang rất ủng hộ màn so tài của đại diện Việt Nam và đại diện của Hàn Quốc. Khu vực ghế ngồi dành cho cổ động viên cũng đã được ban tổ chức dọn vệ sinh sạch sẽ, hứa hẹn sẽ đón hàng ngàn cổ động viên đến sân cổ vũ cho câu lạc bộ Hà Nội. Ban tổ chức chiếu thử hình ảnh lên màn hình LED. Khu vực kỹ thuật cabin, khung thành được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo bước vào trận đấu. Nhìn từ khốc khán đài, sân vận động Mỹ Đình có một diện mạo mới cực đẹp. Trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Pohang Steelers sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ giờ ngày 20 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.